Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chắc hẳn là chúng ta cũng đã biết rõ về những tác hại của rượu bia hay là đồ uống có cồn khi mà chúng ta vừa mới tiếp nạp vào cơ thể. Có thể là những triệu chứng ban đầu chúng ta thấy rõ, chẳng hạn như là nóng người, buồn nôn, đau đầu hay là chóng mặt. Tuy nhiên, nếu như chúng ta tiếp xúc với rượu bia và đồ uống có cồn trong một thời gian dài hay là lâu năm, thì những triệu chứng về sau sẽ thay đổi rõ rệt hơn. Vậy những triệu chứng và tác động cụ thể là như thế nào? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. 1. Làm teo tế bào não. Chỉ 30 giây sau khi bạn uống chén rượu đầu tiên, chất cồn đã tác động đến não bộ. Nó làm nghẽn con đường mà các hóa chất trong não sử dụng để gửi tín hiệu thần kinh. Kết quả là tâm trạng của bạn sẽ thay đổi, phản xạ bị chậm dần đi. Bạn cũng sẽ mất khả năng giữ thăng bằng. Rượu cũng tác động đến trí nhớ. Bởi vậy, nhiều khi bạn không thể nhớ mình đã làm gì trong lúc say. Cảm giác nhức đầu sau khi bạn uống rượu và sáng hôm sau tỉnh dậy đến từ đâu? Đó là việc rượu đã rút nước ra khỏi cơ thể của bạn, làm giãn các mạch máu trong cơ thể và não. Điều này khiến bạn bị đau đầu. Ngoài ra, nếu thường xuyên uống nhiều rượu, nó thực sự có thể khiến các tế bào trong não bạn teo nhỏ đi. Kết quả là bạn sẽ bị sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ và khả năng học hỏi. Ngay cả những điều bình thường như giữ nhiệt độ cơ thể hoặc thăng bằng khi đi lại cũng có thể bị ảnh hưởng. 2. Khiến dạ dày tiết nhiều axit. Rượu kích thích niêm mạc dạ dày, khiến cho nó tiết nhiều axit hơn. Khi rượu và cả axit tích tụ trong dạ dày, bạn có thể thấy buồn nôn và nôn. Những người thường xuyên uống rượu có thể bị viêm loét dạ dày. Thêm vào đó, axit dạ dày tích tụ cũng làm giảm cảm giác đói của người uống rượu. Kết quả là họ sẽ ăn ít và thường bị thiếu hụt dinh dưỡng. 3. Tiêu chảy và ợ nóng. Ngoài dạ dày, rượu cũng kích thích ruột non và đại tràng, khiến thức ăn di chuyển qua nhanh hơn, không được tiêu hóa kỹ. Kết quả là người uống rượu có thể bị tiêu chảy. Rượu cũng khiến chứng ợ nóng xảy ra mạnh hơn, bởi nó làm giãn cơ thực quản, khiến axit dạ dày hoặc hơi trong bụng trào ngược lên miệng. 4. Gây bệnh gan. Gan là nơi xử lý tất cả các chất cồn mà bạn uống vào người. Trong quá trình này, nó phải hứng chịu một đợt tấn công của rất nhiều độc tố. Nếu tần suất uống rượu lớn, theo thời gian, gan sẽ tích tụ nhiều chất béo, gọi là gan nhiễm mỡ. Chất béo hạn chế lưu lượng máu đến các tế bào gan, khiến chúng bị suy và mất chức năng, trở thành mô sẹo. Các mô này không thể hoạt động được nữa và được gọi là xơ gan. 5. Làm tổn thương tuyến tụy, gây tiểu đường, ung thư. Thông thường, tụy là nơi sản xuất insulin, giúp điều hòa nồng độ đường trong máu, và một loạt các hormone khác giúp ruột tiêu hóa thức ăn. Khi uống nhiều rượu, quá trình sản sinh các hormone này sẽ bị gián đoạn hoặc làm chậm. Cùng với đó, các chất độc tích tụ vào có thể gây viêm tụy, dần dà dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng hơn. Một ngày nào đó, khi tuyến tụy bị mất chức năng, không thể tạo ra insulin, bạn sẽ bị mắc tiểu đường type 2. Rượu cũng làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy. 6. Rối loạn nhịp tim. Một buổi nhậu có thể làm rối loạn tín hiệu điện, thứ đang giúp trái tim bạn đập đều đặn trong lồng ngực. Mặc dù các rối loạn này là tạm thời và sẽ phục hồi, nhưng nếu bạn uống rượu thường xuyên, nó có thể trở thành rối loạn vĩnh viễn. Theo thời gian, uống rượu thường xuyên có thể làm hỏng trái tim của bạn. Các cơ tim co lại và căng ra, giống như sợi dây cao su cũ. Kết quả là nó không còn thể bơm máu tới mọi bộ phận của cơ thể bạn. 7. Gây suy yếu hệ thống miễn dịch. Một đêm nhậu có thể khiến bạn bị cảm cúm bởi rượu đập phanh hệ thống miễn dịch của bạn. Nó làm giảm số lượng tế bào bạch cầu mà cơ thể tạo ra. 24 tiếng đồng hồ sau khi uống rượu, bạn nhiều khả năng sẽ bị lây bệnh. Những người uống rượu thường xuyên trong thời gian dài cũng vì thế mà hay bị viêm phổi hoặc lao. 8. Thân nhiệt lên xuống. Ban đầu, ngay khi vào cơ thể, rượu sẽ khiến mạch máu của bạn mở rộng. Lưu lượng máu đến da vì thế được cải thiện. Bạn sẽ đỏ mặt và cảm thấy ấm người hơn. Tuy nhiên, hiệu ứng này không kéo dài được bao lâu bởi cơ thể mất nhiều nhiệt qua máu đi ra ngoài da. Thân nhiệt lõi của cơ thể bạn sẽ hạ xuống. Khi đó, các hormone gây căng thẳng được tiết ra. Mạch máu lại co trở lại khiến huyết áp gia tăng. Trái tim của bạn sẽ phải co bóp mạnh hơn để đẩy được máu trong lòng mạch hẹp. Nếu có một cục máu đông đâu đó, bạn có thể bị đột quỵ. Vâng, như vậy thì chúng ta có thể thấy là sự tàn phá của rượu bia đối với cơ thể của con người như thế nào rồi đúng không ạ? Vậy đối với những cơ thể chịu sự tàn phá của rượu bia
thì cần phải có chế độ ăn uống như thế nào để phục hồi thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây. 1. Hoa quả. Trong các loại hoa quả tự nhiên có chứa rất nhiều đường fructose, không những giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể mà còn có thể đẩy nhanh quá trình giải độc cơ thể sau khi sử dụng rượu bia. Cùng với đó là hàm lượng chất xơ cao sẽ giúp cơ thể phá vỡ cũng như hấp thụ lượng rượu còn lại và đào thải ra ngoài cơ thể. 2. Súp. Việc có những triệu chứng buồn nôn và mất nước vào ngày hôm sau khi sử dụng rượu. Để có thể giải quyết vấn đề này, bạn nên ăn súp với thịt gà hoặc cà chua để có thể bổ sung nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, súp cũng là món ăn bổ sung nhiều chất điện giải, kali và natri. 3. Khoai lang. Rượu được xem là chất kích thích, là rối loạn cũng như làm mất cân bằng lượng đường trong máu. Vậy nên, việc ăn những thực phẩm có chứa nhiều chất carbon hydrate có trong khoai lang là điều rất tốt. Với những loại chất CF chứa các phần tử đường, với những chuỗi dài giúp làm chậm quá trình hấp thụ rượu của gan. Ngoài ra, những thực phẩm có chứa nhiều carbon hydrate còn giúp cơ thể duy trì được lượng đường trong máu. Khoai lang cũng là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe, chứa nhiều chất xơ, beta-carotene, vitamin B và kali. 4. Bơ. Uống nhiều rượu có thể dẫn đến cạn kiệt nguồn kali và khoáng chất trong cơ thể của bạn. Để giúp duy trì hàm lượng này và không làm mất cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể, dẫn đến những triệu chứng co thắt và chóng mặt. Bơ là một trong những loại quả có chứa nhiều chất xơ, beta-carotene, vitamin B6, cùng nhiều chất béo có lợi cho sức khỏe. Chất xơ giúp cơ thể hấp thụ những lượng rượu còn sót lại trong cơ thể và đào thải ra ngoài. Cùng với đó, các vitamin B và chất béo giúp cho cơ thể nạp đủ năng lượng để có thể hoạt động bình thường trở lại. 5. Cá hồi. Mỗi lần uống rượu xong sẽ khiến cơ thể của bạn trở nên suy kiệt. Đặc biệt, khi thiếu đi lượng vitamin B sẽ làm cho những người uống rượu trở nên đầu óc quay cuồng cũng như yếu ớt vào buổi sáng hôm sau. Tuy nhiên, bạn có thể lấy lại trạng thái bình thường chỉ với 100g cá hồi nấu chín là có thể cung cấp đủ lượng vitamin B12 cho hàng ngày. Bên cạnh đó, cá hồi còn bổ sung nhiều dưỡng chất cho cơ thể như axit béo omega 3 và axit amin. Vâng, với những thông tin mà chúng tôi vừa mới đưa ra trên đây thì chắc hẳn quý vị cũng đã thấy rõ sự tàn phá của rượu bia khủng khiếp như thế nào đối với cơ thể của con người đúng không ạ? Và tất nhiên phòng bệnh thì sẽ hơn là chữa bệnh rồi. Và quý vị thì nên hạn chế rượu bia trước khi quá muộn. Hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.